Chiều ngày 25 tháng 10, ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại con hẻm số 147 đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Trong con hẻm này có khoảng gần 40 căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp. Chính quyền quận Bình Tân thời gian qua đã tháo dỡ để lấy lại hiện trạng ban đầu. Theo khảo sát của phóng viên, nhiều căn hộ rộng khoảng 100m², xây dựng từ 2 đến 3 tầng, nằm san sát nhau, giờ trở thành đống gạch đá đổ nát, gạch vụn. Người dân nơi đây cho biết, khu vực này nhiều hộ dân xây dựng hơn 10 năm, có hộ đã được cấp số nhà. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, họ chỉ biết đứng nhìn những ngôi nhà bị đập bỏ, không có nơi cư trú tức thì, họ buộc phải dựng chòi cạnh nhà bị đập bỏ để sinh sống tạm bợ. Không biết thật, thế là hai vợ chồng cứ dồn dập mãi mua được miếng đất. Mua được thì trả được hết tiền đất thì lại để làm nhà thì đi ở trọ chả nhẽ thì ở trọ cả năm đấy cũng khổ lắm. Thế xong rồi mới làm nhà vì mới được có năm, được năm đấy con nhờ. Mới được một năm thì là nợ nần cũng chưa trả hết vay để làm đấy. Làm giữa ở giữa chờ lại tháo dỡ như này. Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân cho biết, theo kế hoạch hôm nay 25 tháng 10 sẽ tháo dỡ gần 15 ngôi nhà trái phép tại con hẻm số 147 đường Hồ Văn Long. Tuy nhiên, hiện ông Nhật cho rằng địa phương đang rà soát lại thật kỹ, vận động người dân tự tháo dỡ. Thời gian tới, người dân không tự tháo dỡ, Ủy ban Nhân dân sẽ có biện pháp cưỡng chế. Theo ông Nhật, hiện trên địa bàn quận Bình Tân đã tháo dỡ 62 trên 150 căn nhà trái phép xây trên đất nông nghiệp.